Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt so với trung bình của nhiều năm. Vâng ạ, trong khi đó thì bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta thì có khả năng sẽ tập trung nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão. Cụ thể, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại chỉ có thể nhận định sơ bộ về thời điểm kết thúc El Nino khoảng 79% khả năng xảy ra vào tháng 4 đến tháng 6 và thời điểm bắt đầu La Nina khoảng 55% khả năng xảy ra vào tháng 6 đến tháng 8. Đồng thời, ở điều kiện El Nino hiện tại, Việt Nam vẫn tiếp tục có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước vào nửa đầu năm ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng nóng tại Nam Bộ, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt so với trung bình nhiều năm. Nửa cuối năm 2024, với kịch bản La Nina xuất hiện, khả năng bão, mưa, lũ sẽ diễn biến phức tạp, cần lưu ý ứng phó. Chính vì vậy, các địa phương cần rà soát các điểm xung yếu lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, gần như chắc chắn là dông lốc, mưa lớn cục bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội.